Xin chào tất cả các bạn, sau đây tôi xin giới thiệu các bạn là hạc vĩ nở trái mùa. Hôm nay là ngày 16 tháng 7, ngày 16 tháng 7 năm 2019 này. Hạc vĩ nở mùa hè này, đây nở được 3-4 hôm. Đây là một chùm mới chuẩn bị nở. Vừa ra hoa này, vừa có kỳ này. Đây nữa này. Đây là giò bên này thì giò bên này đang có kỳ, có hoa này. Đủ. Các bạn xem tiếp sang cái giò bên này. Đây giò này. Kỳ đấy, hoa đấy. Đang có 3 bông hoa, 3 nụ. 1 này. 2 này. 2 và 3. Bình thường là hạc vĩ nở vào tháng 4 tháng 5. Nhưng mà lẫn một số kỳ ở đây nó một số cây này, những cái chùm này là nở tháng 4 tháng 5. Những cái cây này là nở tháng 4. Hai giò này nở tháng 4 này. Cái này nở tháng 7. Khá thú vị phải không các bạn? Lẫn mà một vài nhành phi điệp này. Ngày trước tôi mới chơi không biết nên cấy cả phi điệp ở đây. Cứ tưởng hạc vĩ hóa ra là phi điệp này. Đây phi điệp đây này. Đây lá này là phi điệp. Đây là hạc vĩ này. Đây là thuộc hạc vĩ ở khóm này. Đây là trên này là phi điệp. Đây là phi điệp. Này là hạc vĩ này. À, cái giò hạc vĩ này đang ra hoa này, ra nụ này. Này các bạn ngắm hạc vĩ trong mưa. Bây giờ đang là 28 tháng 7. Bông hạc vĩ này sắp nở. Chùm hạc vĩ. Đây là chùm khác của giò khác ấy, giò thứ hai. Đây là giò của chùm to. Đây giò thứ hai. Có 3 bông, 4 bông. Con tôi bắt chùm một cái nhà dưới nhà làm nó đang ăn đấy. Sao rồi con túm cái là xong ấy. Còn đây là giò khác. Giò thứ ba này có 2 bông, 3 bông. 1, 4 bông. 2, 3. Phi điệp. Phi điệp. Còn đây là mai.
mai mít đã tắm rồi. Không phải, nó không phải là hoa. Còn đây là sóc. À thế đây là gì nhỉ? Sóc. Trồn, trồn. Xinh đẹp. Đây cơ mà. Đây. Đấy là hạt vi. Trời đang mưa.